Thưa quý vị, lượng điện sử dụng trong mùa nắng nóng năm nay ở thành phố Hồ Chí Minh liên tục lập kỷ lục mới trong từng ngày, một số nơi xảy ra quá tải cục bộ. Các biện pháp tiết kiệm điện được triển khai thực hiện, trong đó có việc yêu cầu tắt hoặc giảm 50% công suất hệ thống chiếu sáng trang trí, các biển quảng cáo lớn từ 22 giờ để tiết kiệm điện, thời gian thực hiện từ ngày 1 tháng 5 đến 30 tháng 6. Chị Bạch Kim Hằng, quản lý một quán cà phê lớn trên đường Điện Biên Phủ cho biết, ngoài việc tắt bản hiệu đèn trang trí sau 22 giờ, quán cũng có nhiều giải pháp tiết kiệm điện như sử dụng thiết bị tự động mở tắt bóng đèn khi có người đến và đi, tăng cường không gian mở, sử dụng khí trời để giảm sử dụng máy lạnh. Từ lúc mở tới giờ khoảng 4-5 năm thì quán vẫn đều thực hiện tiết kiệm điện, tắt bớt điện vào thời gian không sử dụng và ban đêm. Khi mà tiết kiệm điện như vậy thì giảm bớt được cái chi phí điện của hàng tháng của quán và tăng cái doanh thu của quán. Điện lực Gia Định đang quản lý hai quận Bình Thạnh với Phú Nhuận. Các doanh nghiệp đóng trên địa bàn hai quận về làm bảng quảng cáo trên các trục đường là khoảng 10 đơn vị. Và quán ăn và các doanh nghiệp kinh doanh thì họ sẽ giảm 50% hoặc là những cái đèn quảng cáo tới thời gian 10 giờ là họ sẽ tắt luôn. Tại các tuyến đường trung tâm như Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Đồng Khởi, Lê Lợi, Nguyễn Huệ hay các tòa nhà xung quanh đường đi bộ Nguyễn Huệ, nếu như trước đây thường sáng rực về đêm bởi những bảng quảng cáo lớn, thì nay từ sau 22 giờ chỉ còn lại đèn đường chiếu sáng và những bảng hiệu gắn liền với nhà, cao ốc, chủ yếu sử dụng hệ thống đèn LED tiêu thụ ít điện năng. Chúng tôi cũng đã có sự chỉ đạo cho anh em ở trong bộ phận thi công chỉnh sửa hơn 60 bảng quảng cáo, cắt toàn bộ điện trước 10 giờ tối. Mở thì cũng sẽ mở trễ hơn, bình thường là sẽ 6 giờ thì bây giờ sẽ chuyển qua mở khoảng 6 rưỡi để chung tay cùng với thành phố mình tiết kiệm điện. Hàng đêm điện lực sẽ cử 4 nhóm đi kiểm tra tất cả các bảng quảng cáo trang trí. Khách hàng nào mà chưa thực hiện, đơn vị phải cử cũng 4 nhóm đó đi sáng và đi cả những chiếc băng tối để nhắc nhở để những hộ đó phải thực hiện cho đầy đủ. Thời tiết nắng nóng còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sự cố lưới điện do nhiều thiết bị điện ở ngoài trời đã phải chịu đựng môi trường nhiệt độ cao dài ngày. Việc tắt các bảng quảng cáo lớn, hệ thống đèn chiếu sáng trang trí, hệ thống chiếu sáng hành lang, bãi xe, khuôn viên, các khu vực công cộng vừa giúp giảm thiểu nguy cơ quá tải cục bộ của lưới điện, lại vừa đảm bảo an toàn cho người dân.